Lên đây nè, này tiếp tục lên đơn những đơn hàng giao cho khách anh em ơi. Thì bên mình có bán những dòng vốn đang về nha anh em. Thì mẫu lợn bên mình là lô này là cao 1,8 nha anh em, cao 1,8. Thì mình bán lợp về về anh em làm cây gì nha anh em làm cây gì nè anh em, trên cái cây anh em có làm cái thớt đang mình cột dưới gốc nha anh em. Cây này nói chung mình chuốt cũng nhỏ nhỏ chứ không cần bự nha anh em. Cây này dài 3 tấc nha anh em, 3 tấc về anh em mua bịch dây gút mấy ngàn á, rồi anh em gút lại làm cái cây làm cái thớt gì là khi mình cắm xuống mình dỡ lại nó không có dụng nha anh em. Mẫu lợp bên mình là hôm lá nha anh em. Đây, hôm lá nha anh em. Quét vô không bao giờ ra được nha anh em. Hôm luôn. Ở trong cái hôm này là mình có mai mấy cái lằn chỉ nha anh em, mai lằn chỉ vậy nè anh em. Anh em đặt nó xong không bị tưa nha anh em. Chung là cái lợp này, cái lợp này nó rất là hoàn mỹ nha anh em. Em thấy cái lợp thông không? Miếng hôm nha anh em, thì mình cương cái lợp ra là cái hôm nó hiếp vậy nha anh em, hôm vẫn như là 1,5 tấc nha anh em, hôm sâu 1,5 tấc, còn cái kẻ hôm này là 1 tấc nha anh em, cái hôm này là 1 tấc, ớt có khoảng 4,5 g vô bình thường nha anh em, đặc biệt là không ra được nha anh em, chung là rất là êm, cái lợp nhìn rất là đẹp, anh em banh cái lợp ra cái lợp rất là tròn mình nha anh em, rất là tròn luôn. Chung lợp mình không có thể nào mình đi so sánh với lợp chợ nha anh em. Thì hiện tại mình đang bán giá là như vậy là 30 ngàn một cái nha anh em, 30 ngàn một cái. Mẫu này là mẫu cao 1,8 tấc nha anh em. Đây, cao 1,8 tấc. Mình dài 4 tấc. Còn cánh tè đâm ra là 7 tấc nha anh em. Thì anh em có nhu cầu cứ liên hệ mình nha anh em. Nói chung là cũng rất là cảm ơn những anh em trong thời gian qua đã ủng hộ mình nha anh em. Còn anh em nào muốn đặt mẫu không cánh cũng có nha anh em. Đây, mẫu này không cánh. Không cánh nha anh em. Không cánh thì dành cho những anh em đặt mà đặt sông suối ao hồ nữa nha anh em. Thì về mình làm 4 cái cây anh em ơi. 4 cái cây. Đây, ở đây hai cái, ở sau kia hai cái. Kẹp về nha anh em, vẫn lấy dây gút gút luôn nha anh em, nhưng anh em muốn chắc chắn phải làm cái khất nha anh em. Đây anh em làm cái khất cái này nè. Đó. Trước hai cây, sau hai cây là 4 cây là đặt rất là gọn luôn. Còn mình thì dân miền Tây, ở đây thì mình bán cho những anh em ở khu mình hoặc là anh em ở như miền Tây đó là đặt mẫu có cánh nha anh em. Tại vì chỗ anh em có ruộng lúa rồi đó, anh em đặt mẫu có cánh thì nó sẽ hiệu quả hơn. Thì nói chung là bên mình có bán mẫu này là mẫu 1,8 tấc, mẫu 2 tấc 2 tấc 2 nha anh em, nhưng mà 2 tấc 2 tấc 2 tấc 2 á thì anh em nào đặt hàng mình mới làm nha anh em. 2 tấc thì nó cao là 1 ga anh em, là 2 tấc. Cái mình của nó là dài là 5 tấc nha anh em, nó sẽ hơn cái này 1 tấc, dài hơn 1 tấc. Thì giá mình cũng xin phép báo giá luôn là 35 ngàn nha anh em, cao hơn này 5 ngàn. Còn mẫu mà 2 tấc 2 thì 40 nha anh em. Chung là cái mỗi cái lên 5 ngàn anh em ơi, chung là nó lớn hơn. Thì đặc biệt anh em nào mà mua vớn bên mình sẽ được tặng một cái túi về nha anh em. Đây, một cái túi. Túi nha anh em, 20 cái đó lên anh em mới được tặng một cái túi như vậy nha anh em. Này, túi rất là gọn luôn. Tặng một cái túi luôn, bao ship anh em luôn, anh em mua 20 cái đó lên mới được tặng túi bao ship nha anh em. Nhiều khi có mấy anh em mà mua 10 cái thì mình bao ship thì mình tặng túi nó không được nha anh em thông cảm. Tại vì bán số lượng nhiều mình mới gồng nổi anh em ơi, anh em thông cảm nha. Đây, tặng cho anh em một cái túi đựng hết luôn. Thì anh em nào mà có đặt hàng mua vớn bên mình á, anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Túi xuống thì rất là gọn nha anh em, ớt vô là kéo.
những dòng sân tia mình làm là sân tia tốt nha anh em, độ bự nha anh em. Đây thì anh em mua cái lợp về xài á, dù anh em đi đặt dưới sình nữa, anh em nhớ giặt cái lợp cho nó đừng có dính sình với cái này nha anh em. Chúng mình về ăn thua mình xài kỹ hay không thôi, xài kỹ thì sân tia nó bền nha anh em, còn anh em mà đặt mà bỏ nó đóng sình rồi đó, anh em kéo là sân tia nó dễ hư lắm nha anh em. Tia xài bền không ăn thua là cho mình nha anh em. Cái rầm cái lợp rất là xinh luôn em ơi, đẹp, rất là đẹp luôn, bao đẹp bao chạy cho anh em luôn nha anh em. Nói chung là hàng bên mình bán rất là nhiều nha anh em, anh em cứ yên tâm mà mua dùng nha. Túi túi nha anh em, đây là những đơn hàng giao cho khách nha anh em, chung hàng mình cũng đóng đều đều nha anh em. Đây, những đơn hàng chung là mình ship toàn quốc nha anh em, ship toàn quốc luôn em ơi. Thì cái cách làm mồi của nó là mình có hướng dẫn trên video nha anh em, chung là đơn giản lắm, cá dầu chuối ngũ vị hương dầu ăn tỏi là đặt anh em ơi, chung đặt nó rất là nhạy. Nói chung là mình bán cho những anh em ở xa, anh em có gửi Zalo cho mình phản hồi lại là rất là chạy mạnh nha anh em, anh em cứ yên tâm mà dùng nha anh em. Anh em thấy cái lợp này không, hộp lá không, mình cương cái lợp ra là nó bịch nha anh em, không bao giờ mà nó ra được, nhưng có ếch nó nung vô đó, rất là mềm luôn, rất là nhảy vô nha anh em. Anh em thấy cái lợp đẹp không, chỉ là mai chỉ to nha anh em, chỉ to, lợp của mình nói chung là không sao so sánh với hàng chợ được nha anh em, thông cảm mình nha anh em. Hai hôm hai đầu rất là gọn luôn, đẹp luôn, đặt rất là hiệu quả luôn em ơi. Này là chiên đánh ếch cua gắn lương gì cũng vô nha anh em, cá nhiều khi vô luôn nha anh em ơi, vô cá luôn nha anh em, rất là đẹp luôn. Anh em có nhu cầu liên hệ với anh em, mình sẽ để mình có Zalo nha anh em, anh em nào muốn tham khảo những dòng giới như vậy á, mình sẽ để số Zalo với phần mô tả nha anh em, hoặc liên hệ là 0982160764 nha anh em. Nói chung là số đó mình cũng xài Zalo luôn em ơi. Anh em có mua lợp bên mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Chúng mình cũng xin thông qua những mẫu lợp đó nha anh em, mình cũng xin kết thúc video luôn nha anh em. Rồi chào anh em nha, chúc anh em một buổi sáng vui vẻ nha anh em. Em cảm ơn những anh em trong suốt thời gian qua đã ủng hộ mình nha anh em. Anh em nha.